Ăn rồi, ăn rồi. Cái gì, cái gì? Ô, nặng dữ ta. Ô, rút xuống quá trời luôn bà con ơi. Không. Ô, ô. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống ven biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Chú thăm tiếp. Đó, đó, đó bà con. Đó. Quá đã, quá đã. Trắng phao. Ồ. Đó. Quá hay. Đúng là mồi, mồi mới. Kích đen này. Ồ. To nha. Quay ngon. Ồ, quay đi. Ai câu, đề câu á. Đề câu á nha, chứ mà đen câu đâu, không phải không câu đâu á. Không không mù rồi. Đừng quay á. Dở kìa bên kia ra luôn bạn à. Cá ba kiệt, 1, 2, 3. Bây giờ kìa kia nó hơi nhiều nhiều rồi, bây giờ mình gửi kìa lại mình bỏ vô. Còn kìa chữ á, để đó. Cứ mình một kiệt á, mình trầm khoảng bao nhiêu con là gọi là đầy? Mực tùy 4-50 con, 5-60 con. Là khoảng đó là ấy là... Nó kìa, kêu đi. Nó đỡ đỏ mà. Mình không cho nó nhiều quá nó sẽ chết. Dạ hả? À đúng rồi. Đó, nó bà. Đéo. Có mực. Bỏ vô kiệt mới. Rồi. Ồ, quèn câu luôn bà con, có câu nó quặn luôn à. Giờ nó mà cắt bóng mà ra thì ta mới sùi. Đó, đó cà, đó cà. Lại dính mập. Bỏ bên nào đây? Bên nào cũng được. Chú Thông lại dính một con mực nữa. Hồi nãy giờ anh em dính quá trời mà mình không có quay. Đó, bây giờ ngồi với chú Thông mình dính. Đó, quá đã, sáng đẹp. Mực sống như vậy là cá nó ăn nhại hơn và toàn là cá bự không nha mọi người. Cá mú to. Hồi nãy giờ tạm giá không phải là 20 con mực rồi. À, nếu mà kêu mà anh em mình mà câu mà may mắn thì sẽ được 2 con cá bự, phải không chú? Hai con bự luôn. Em bay câu được có nó là quay cá đây rồi luôn mà cũng ra. Dạ đúng rồi. À kia bạn đen đang kéo thêm một con mực lên nữa. Liên tục nha. Đó, có mực đây đó. Xong đó. To không? Mực đó mà hấp được ra coi á. Nên mực đó mà luộc lên đây đánh bọc quá cháy luôn. Dạ. Nhưng mà... Quay đó, còn quay á. Còn... Đó, mệt mỏi đó. Quay không quay. Nhưng mà không tới phiên mình ăn đâu phải không chú? Đó là phải để dành cho mấy cá bự. ăn tiếp. Chết rồi. Chưa có thấy con nào con mực nào mà mua những mực này. Mồi gì mà ăn 3 thằng cháu quầy bạ không à. Đây. Quá đã. Giờ này là 4 giờ sáng. Anh em mình ngủ từ lúc mà 9 giờ rưỡi tới 3 rưỡi mới câu. Chú Thông thì câu được một con mực. Bạn Đề thì câu được 2 con rồi. Còn mình thì câu được nửa con. Tại vì câu nó ăn cái dở lên con mực đầu tiên trong cuộc đời. Rớt mắt, vớt đường con có chuồng rồi mọi người. Đó, mực ở đây nè. Đó, cái kìa đó. Mọi người thấy không? Sáng mình sẽ quay cho mọi người thấy. Bây giờ mình sẽ ra mình bủa câu, mình câu tiếp.
mình mà được câu được 101 đầu tiên bà con à. Trời ơi trời quá đã. Thôi bỏ xuống. Quá đã quá đã. Đây là lộm chồm của cái nam sỏi nè mọi người. Lộm chồm này nha, đó là sỏi á. Bị bất mắc rồi. Cục đây là cục phát của gái vào. Của máy lớn. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ 3 trên ghe và ngày thứ 5 mình đi trải nghiệm. Hy vọng rằng bữa nay là một ngày bội thu câu cá. Giờ này khoảng cỡ 5 giờ sáng, anh em mình sẽ cảo neo lên. Giờ này là sáng hẳn rồi. Và trời nó có dần chuẩn bị nó mưa cơn nữa. Trời bữa nay êm hơn mấy bữa rất là nhiều. Chỉ còn cái lượng thôi, còn không có gió nữa. Bạn Bi thì bạn đang rửa ghe để dò cái điểm. Rồi bắt đầu buông câu. Cá bự. Không có à? Rồi không có. Trời đêm khác. Sau khi chạy tới cái điểm mới, câu chưa ăn, bây giờ anh em sẽ sử dụng tuyệt chiêu, đó chính là móc cùng mật sống, đúng không? Vậy là mình câu mật sống là mình phải có hai lưỡi. Chào mọi người. À, tới điểm rồi bà con, hy vọng cứu ngay nha. Sáng giờ hai cọc rồi không được, không có cá. Rồi xuống câu, xuống câu. Cọc đá thứ ba. Chơi quá già rồi. Lại vô. Câu đâu? Chùa có chùa. 2, 4, 6, 8, 8 con. Vậy. Trời ơi. Con cá róc nhỏ xíu rồi trời ơi. Vì nó móc vô mắt luôn. Dày quá mà. Điểm câu thứ tư trong ngày. Giờ này là khoảng cỡ 7:30-8 giờ rồi. Rồi cá ăn, cá ăn. Good 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 good. Đ
đó đó đó, thấy rồi đó, thấy rồi đó, đó trắng rồi đó. Đây chắc mú 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 cá bị lớn mấy lạng à. Ở đây còn ba lạng à. Đầu tiên trong ngày ba lạng được con cá đảo. Ông đưa cho. Giờ trời đang mưa. Anh em phải thả câu nha. Ăn rồi, ăn rồi. Cái gì, cái gì? Ô nặng dữ ta. Ô rút xuống quá trời luôn bà con ơi. Ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Hai hai câu luôn, hai câu luôn. Hai câu luôn. Chú ba cũng có ăn luôn hả? Lượm kẹo bà con ơi. Hả? À, lấy gì? Hả? À? Lấy bột bò, lấy bên đây. Bự bự hả? Lấy bột bò bên kia coi. Đó, bò lên. Rồi, vậy được chưa? Rồi rồi rồi. Ô nặng rồi. Đóng sọp, đóng sọp. Khỏi, khỏi, khỏi. Khỏi, khỏi ha. Quá đẹp, quá đẹp. Khẩu khẩu đen. Có bị khẩu không? À, không có bị khẩu. Nè, 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 đây. Ô ô, quá đã luôn. Công uống công ngày nay anh em mình. Ô, to nha. Đó, được được, kéo là được. Bạn con kia. Wow! Chú ba có không chú ba? Cái gì? Dạ. Cái đại nhỏ hơn. Bây giờ anh em mình sẽ thả neo luôn rồi câu luôn. Trời đang cơm dữ quá. Đang neo cho bà con. Rất hy vọng, rất hy vọng đợt này dính ổ luôn bà con ơi. Gặp ổ như vậy là mình cậu ăn liên tục luôn không chú? Nhưng may mắn. Dạ. Trời 10 con như mim nữa. Dạ. Đây nè bà con, cá này, một cá, 2 gan rưỡi bà con ơi. Con này cỡ mấy ký à, đen? À, con này chắc khoảng 4 ký luôn á. Đó, con này trọng hơn, to hơn một xíu. Giờ anh em mình buông câu tiếp. Chú ba có. Chú ba à. Ồ, bạn đen cũng có luôn à. Bạn đen có luôn à. Ô nặng á. Nặng á.
nặng đó nha. Bạn Bi đang làm thêm một đàn nữa. Ô sao trời mưa kệ đó, qua nay là không có cá rồi. Ô hai đàn ăn, không biết quay đàn nào cho bà con coi đây. Bự bự không chú, chú Thao. Ô con cá hồng bà con ơi. Dạ hồng đỏ bà con ơi. Ô cá đây cũng đắt tiền lắm không chú, bao nhiêu một ký chú? 200-300 ngàn luôn hả? Ô hồng đỏ. Ô về sau là có đóng sọp, hai con luôn, hay quá bạn ơi. Bảo mày biết tắt máy của mình bảo. Tắt cái chỗ nào? Đâu đưa tao sửa cho mày, vô mày tắt đi. Của mình nhau giờ chưa xài. Ồ kia con có cá nữa. tham câu rồi không có luôn rồi. Kỳ đâu. Thật là hào hứng. Trời. Buông câu. Ô, đề ăn tiếp là này nặng nha. Lẹ lên. Ô, chú Thao được, chú có mú. Chào cá gì á? Chào rồi sao cá đóng sộp cho chú à? Sộp không anh? Lần này cá to đây, một cá to, hai là hai con. Nước sâu ở đây thì như vậy, nước tới 65 mét mà. Đó. Một con rồi. Ồ nãy nặng quá trời mà. Cái nọc. Có luôn hả? Ồ, đó hai con, một con mú vô, một con đóng sộp. Mũi tiếp à? Cá đóng ở đây hả? À? Ở đây mới được con cá đóng rồi nè bà con. À, con đây con cỡ con ký à, nhiều. Đó. Ú, con có hàm. Mắc bự. Cá hàm là anh em gọi là cá đỏ nha mọi người. Đại sáp không? Không, đây cái đỏ. Con đây bự hơn con chú Bao nãy xíu. Wow, trời. Muốn nhỏ. Lần này coi thứ chú Thông. Xúc mà cháu. À con cá rắp. Hai cá rắp luôn. Má dày vậy trời. Hai cá rắp luôn. Rắp là phá mồi dữ rồi. Mai là còn mồi lại.
bì cá rồi. Ô, nhà chú Thọc cũng đang kéo à. Chú Thọc đi đây con gì à? À, con mu nhỏ. À, con gì đứt mẹ rồi. Ờ, cá vậy. Đây bú. Bú đây được nè. Đây hơn ký đây. Ăn phì cái bụng lên nha. Còn cá gì đây, cá cam phải không? Cam chút xíu rồi xíu. Đây cá cam nhỏ xíu à. Rồi đây mang đá rồi. Đây bọn đen này, bọn đen là này cá bự này. Mới móc con mồi sống vô nha mọi người. Quất mực sống vô, rung tay luôn đó. Đó, rung tay luôn á. Đó. Đó, đó, to, to bà con ơi. Hai con luôn. Ờ, ăn mồi sống bạn ơi. À, một con. Ô, trời móc vô của mình nó luôn. Ăn mồi sống. Ghê. Quá hay. Mồi sống. Đó mồi sống tối nay thẻ tiếp. À, còn là chết rồi. Tiếp, dính tiếp. Thì mình câu là mình thay đổi cách thức liên tục nha mọi người. Nếu cách này thì cá ăn cũng thay đổi. Thế lẽ chẳng hạn như là cá mồi sống nè, rồi mồi tươi nè. Mồi sống thì nó chỉ hạn chế thôi, chứ không thể nào mà câu thấy xác được, tại vì nó khoảng cỡ mấy chục con. Bên kia bà Huy, cá đang ăn. Đó rồi. Hai con luôn bà coi. Đó. Ô. Đập sọp. Và một phú. Phú đây khoảng cỡ nửa ký. Và đóng sộp đây con cỡ 1 ký. Tiếp tục là đóng sộp tiếp. Đồng có đề. Đóng sộp. Còn đây khoảng cỡ 7 lạng. Bạn đang chơi mồi sống luôn. Không biết lấy lớn luôn. Sống luôn, chơi luôn. Đó. Ê, coi chừng cướp con bi à. Cướp con bi nó lồng ngoài sau nè. Nằm 03 250 độ. Đó, cái đóng sộp. Một chú lồi bông bóng. Trời. Quá con cá vũ á. Mày vũ nhỏ chết. Chết cá vũ luôn. Ủa bỏ luôn hả? À?
nữa, dưới là có mú nhỏ. Ôi tội ghê. Ở trên đây chú Thăm có gì đây? Cá gì đây chú Thăm ơi? Không cá hả chú? Rồi cá lại ăn, cá lại ăn. Mới sạch chỗ này xa xíu, cho nó lại lại cái điểm xíu cá ăn nè bà con. Ô bên đây nữa. Trộn cá ăn nặng chưa hả? Ăn cá hả? Ồ ăn nặng, ăn nặng. Ăn nặng lắm bà con ơi. Có hai chú luôn. Hai chú sộp luôn. Để nó lại qua lại lại á. À. Nãy phía bên kia nó không ăn, bây giờ phía đây nó ăn này. Đây nữa. Đây cũng nặng tay luôn này. Rụt tay luôn. Đây, một chú sộp. Một chú. Rồi giờ con này nó nằm ngang sao nó chạy ghê. Đâu. Bằng đen. Nặng rồi đó. Dứt còn 4-5kg liều nãy nữa. Kéo cho nó đã cái tay. Đâu coi. Đó. Sộp nha. Đóng sộp. Đó. Nó nằm ngang cho nên kéo nó nặng. Trời, móc vô bụng nó rồi. Vớt luôn à. Trời còn sống luôn à. Dính là dính. Gì vậy? Trời ơi. Bọt la một câu kìa. Đã uống nước rồi, cắt rồi. Đó, thấy nó xa xa rồi bà con. Đó. Em mùi sống không rồi. Ký hơn ký. Sống không à. Nửa sọt cá, nửa sọt. Thôi. Khoảng cỡ hơn 20kg ha. Đó, hai con sọt đây là bự nhất đây. Đầu tiên luôn. Em hai con cá đỏ. Hồng đỏ. Rồi, sộp với mú. Đây là một con cá cam. Ba con cá róc, bốn con cá róc. Giờ mình xếp bịch đầy xong mình xuống hầm mình bỏ mình muối. Mình rồi làm ngoài mưa như vậy là bình thường không chú? À, bình thường. Dạ. Mưa này cái khôi gì? Dạ. Đó, thấy ở dưới đó, màu đen giống cá mú. Đỏ tiếp, quang hô. Quang hô cho thao, quang hô.